sót tiền nhưng mà cũng chỉ biết là đòi lại rất là khó, và trình lên công an thì cũng xấu mặt. Thế nên là cả nhà chọn cách im lặng. Gia đình những ngày ấy hết sức nặng nề, và có những lúc là tôi đã nghĩ quẩn, và số người bị lừa ấy thì ngày càng nhiều, nhưng mà kẻ lừa đảo thì vẫn cứ ung dung tự tại như thế. Tôi chỉ mong mọi cơ quan chức năng phải xem những trang lừa đảo như vậy là vấn đề của xã hội, để không chỉ cảnh báo mà còn trừng trị những cái lừa đảo thích đáng. Và tiền mất thì có thể kiếm lại được, nhưng mà tâm lý người dân, sự an sinh xã hội thì sẽ bị tác động rất là lớn. Tôi cũng muốn nhắc chị em là đừng bao giờ giao dịch với những người mà mình chưa từng gặp. Có thể là giọng của họ hay ngọt ngào, trời ơi, này sao nghe giống như mấy chị phát thanh viên đúng không? Nên là đừng có nghe giọng người ta hay ngọt ngào, thậm chí là kể chuyện rất là hay mà chưa gặp bao giờ mà mình thực hiện bất kỳ một cái giao dịch nào. Thực sự thì chia sẻ với quý vị là đôi khi tai nghe mắt thấy đó mà mình còn bị lừa nữa, huống gì là mình chỉ nghe qua một cuộc điện thoại di động đúng không ạ? Thời điểm mà Phương Thảo có một cái thời điểm là tôi bị thất nghiệp 3 tháng. Nó không phải là thất nghiệp mà nó là chuyển giao công việc giữa Đà Nẵng, từ khu vực là ở Đà Nẵng và ra Hà Nội đi làm. Thì Phương Thảo có 3 tháng là không có việc, bởi vì là thứ nhất là 3 tháng đó là không có một cơ quan đơn vị nào mà ký với mình chỉ cái 3 tháng thôi. Tại vì họ biết là trước sau gì mình cũng đi, thành ra là họ cũng nói là có chương trình gì thì dẫn, cũng không có thì thôi. Cái là 3 tháng đó ở nhà thì mình sẽ nghĩ rằng là thời điểm đó không có dịch Covid-19, không có gì cả. Nhưng mà mình sẽ cảm thấy là bây giờ nghĩ thì nó hơi tiếc, và mình rất là muốn có một cái việc gì đó kiếm đồng ra đồng vô. Ít ra là mình đi uống cà phê hay là mình gặp bạn gặp bè, mình không bị ngại về cái việc là bây giờ tôi đang thất nghiệp. Thì cũng có một số người cũng là không quen biết gì cả, người ta cũng nhắn tin cho mình bảo là chỉ cần là bạn sửa lỗi chính tả cho tôi thôi thì bạn cũng đã có tiền này, hoặc là chỉ cần là mỗi ngày bạn truy cập vào trong cái link này, bạn update cái nội dung gì đó thì bạn cũng có tiền. Nhưng mà rõ ràng một cái câu hỏi đã đặt ra là tiền nào mà kiếm dễ như thế. Khi nãy thì tôi có đọc một cái ý của nạn nhân bảo rằng là có nghĩa là chị ấy chỉ mong là cơ quan chức năng phải xem xét những trang lừa đảo, nhưng mà chính người dân chúng ta cũng phải có một cái tâm thế phòng bị, có nghĩa là chúng ta luôn đặt ra hàng vạn những cái câu hỏi vì sao như vậy, để biết rằng là cái khoản tiền này liệu là khả năng kiếm có được hay không, và với cái sự nhàn rỗi như vậy thì có dễ hay không. Và gần đây thì tôi cũng có được một người tôi biết, họ cũng tư vấn cho tôi về một cái gọi là đồng tiền ảo thông qua một cái pay cũng như là một trang web. Thì chị bảo là chúng ta chỉ cần bỏ vô số tiền là 2,6 triệu, thì cho đến 6 tháng thì tôi có thể thu lại một cái khoản cũng khá khá lớn. Và lúc đầu thì mình cũng nghĩ rằng là hay là mình sẽ thử thử một lần, tại vì với cái mức 2,6 triệu thì thực ra nó cũng không có quá là lớn. Nhưng mà sau nhiều cái mình tham khảo và mình tìm hiểu thì mình mới ngộ ra một điều rằng là ai mà cũng có tư tưởng là bây giờ chỉ bỏ ra 2,6 triệu thôi mình có thể thu được cái khoản đó, thì 10 người có phải là 26 triệu, mà 100 người như đó là thành ra là 260 triệu không? Thì sẽ có những người mà họ ung dung tự tại, họ hưởng cái số tiền 2,6 triệu của mình một cách rất là thỏa đáng, trong khi là mình cứ phải chật vật. Và cái chật vật ở đây là gì? Bạn phải chờ đợi 6 tháng xem mình có nhận được khoản đó không, rồi nhận không được phải liên hệ như thế nào, rồi giải quyết những cái vấn đề này kia như thế nào, dần dần là làm đến cho mình xảy ra một cái vấn đề là mình mệt quá, mình không muốn nói nữa, và cứ như thế mọi thứ nó cứ chìm vào quên lãng, và người này cứ bị lừa và đến người khác bị lừa, phải không ạ? Dạ vâng, và không chỉ là câu chuyện bán hàng online không thôi đâu, mà Cam Hằng từng thấy là họ bị lừa bởi chính những người thật việc thật, là những người mà mình thậm chí đã biết trước đó, và vô tình là cái người này bị lừa thì cũng lại là bị lừa từ một cái người khác, tức là lừa theo dây chuyền. Ví dụ như là tôi được chị Phương Thảo đi, chị Phương Thảo mời gọi là bây giờ Hằng ơi em ôm một cái lô hàng này đi, chỉ 20 triệu thôi, nhưng mà em ôm về thì em sẽ có thể bán lãi lên đến 50 70 triệu, khi mà em mà rảnh thì em bán từng khách hàng riêng lẻ, nhưng mà em mà bận thì em có thể mà đủ xỉ cho các cái đại lý nhỏ hơn em hay là cộng tác viên nhỏ hơn em. Thì đó thì là Cam Hằng sẽ ôm về cái hàng 20 triệu của chị Thảo, xong Cam Hằng tiếp tục đi tuyển những các bạn cộng tác viên bán hàng cho mình, lấy những cái gói ví dụ là ôm 3 triệu với 5 triệu một lần thôi, thì các bạn ấy sẽ đặt niềm tin ở Cam Hằng, vì Cam Hằng đã lấy hàng về rồi mà, thì đâu có biết là trước đó lấy từ ai đâu, thì các bạn sẽ đặt niềm tin từ Cam Hằng và tiếp tục là lấy những cái gói hàng 3 triệu 5 triệu như vậy. Thành ra là cả một dây chuyền rất nhiều người bị lừa theo cái kiểu đó. Thành ra là đôi khi không phải là chỉ online mà bị lừa, rồi là những cái mánh khóe để mà mất tiền thì nó còn đến từ nhiều cách khác. Có thể là mình sẽ không ôm về để kinh doanh, nhưng mà người ta sẽ tư vấn cho mình theo kiểu là trời hàng bên em bây giờ là đang rẻ lắm, chị mua thì chị phải mua một lúc 10 hộp thì nó mới lãi, và mua một hộp thì sẽ bị đắt như này như thế kia, trong khi là tâm lý của người dùng, nhất là các bạn nội trợ, vì chính là các hàng đã từng như thế rồi, tức là họ đến quảng cáo sữa nhưng mà trước đấy còn không hề biết hãng sữa đấy là hãng sữa gì, nhưng mà chỉ nghe người ta nói là có rất nhiều chất tinh
mà mình thấy họ bắt đầu sẵn sàng đăng ký mua rất nhiều, thì tự dưng mình cũng bị thôi thúc là à, lãi nhiều như thế mà người ta đang đổ xô đi mua như thế thì mình cũng phải mua. Rồi thấy nhiều người comment ở trên những cái bài ở trên mạng ấy, là họ cũng chia sẻ là tôi đang kinh doanh và tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, thì vô tình nó làm cho mình bị tin, thậm chí tin vào những cái người mình không biết. Và xuất phát từ chính là mình cũng đang có nhu cầu như vậy và cái tính cảnh giác của mình đang không đủ cao, thành ra sẽ dẫn đến câu chuyện là tiền mất tật mang và rất nhiều những câu chuyện đau lòng như là đưa tiền để mà mong là cho vay lấy lãi cao. Thì đó chính là những cái mà các bạn tin là người ta nói một câu đó là đúng, không có việc gì mà vừa nhàn lại vừa lương cao cả, chỉ có đi làm và bỏ ra sức lao động thì mình mới có thể kiếm về được cái đồng tiền chân chính và nó an toàn nhất, đúng không ạ? Chính xác thưa quý vị. Đấy, cái câu chuyện chúng ta đặt ra buổi chiều ngày hôm nay đó chính là tiền nào mà kiếm dễ như thế, đúng không ạ? Nhưng mà nói ở đây thì khi mà mình chia sẻ nãy giờ thì tôi cũng có một cái góc nhìn nữa, đó chính là khi mà nạn nhân người ta rơi vào trong cái thế mà người ta đã bị là người bị lừa đấy, thì người ta sẽ có một tâm lý là bây giờ nghĩ ra thì sẽ rất là ngại và sẽ bị mọi người chỉ trích. Ví dụ như mình có một cái gọi là một cái tâm lý, đó chính là tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân. Trong tâm lý học thì đó là một cái tâm lý mà tôi thấy là nó rất không tốt của con người, là cái tâm lý xấu ấy. Thì nôm na là